Mình Nhưng chỉ mà kể ở đây để cho mình các người hiểu, những người trẻ tuổi hoặc những người chưa hiểu được cái mà nãy tôi cũng giới thiệu tức là cái văn hóa phương Đông và cái văn hóa Việt của mình, những món ăn Việt thuần của mình đó, qua nước Mỹ rồi có những cái trở ngại gì không? Ý tôi muốn nói là nãy rồi thì bữa nay thì sẵn đây thì tôi với anh cũng nói chuyện về chút xíu để chứng tỏ rằng để cho cái lĩnh vực này có nhiều đứa trong nước nó chưa hiểu lắm, là bởi vì nó nghĩ chắc là lẽ là qua bên này rồi ai cũng nghe không, muôn vàn khó khăn, muôn vàn đúng thứ nhất là ngôn ngữ, thứ hai là vấn đề văn hóa, thứ ba là ăn uống thực phẩm, nó có nhiều cái trở ngại lắm, nhưng mà từ từ mình sẽ vượt qua hết. Nhưng mà có điều đó thì khi chúng ta từ từ vượt qua hết á thì tự động chúng ta xếp vào một cái bảng à, tại bởi vì ý tôi muốn nói một cái điều này, trong một cái dãy học sinh mà đàn bận đồng phục áo trắng nó chiều dài như vậy, anh bận áo đỏ tự nhiên bận quần xà lỏn áo đỏ vô anh xếp hàng, tự nhiên là anh bị loại ra, không ai đuổi anh, nhưng mà tự anh dồn qua anh dồn lại anh thấy mình không giống ai là tự động mình phải làm lại giống như nó thực chất từ xưa giờ mình đâu có thói quen chào người lạ, nhưng mà nó khổ nổi sống ở đây mình bắt buộc mình phải chào người lạ để chứng tỏ chúng ta là bị mình bị ép, nói một cách khác nữa là mình bị ép làm lịch sự, chứ thực chất mình chẳng có lịch sự con mẹ gì đâu, nhưng mà tại vì mình bị ép làm lịch sự. Cái văn hóa cái người người mình ở bên này đây, tôi nghĩ là cái đời của mình đó cũng mới lắm cơ. Người Việt Nam mình chỉ có qua Mỹ đến Đó được lắm, năm bốn nay bảy năm được thôi. bốn bốn mấy năm thôi chứ đâu có bao nhiêu, bao nhiêu lâu trước đó thì có qua, trước đó thì năm Trời, trước đây thì lâu các lâu dân có tộc được khác như người là đến Tàu, đó, Trung Đông, các cái nhiều, có nhiều họ dân họ tộc có qua đây rất là nhiều. họ qua họ họ hội nhập vào cái xã hội này thì trước mình Trước thì mình. họ đúng rồi, họ có những cái hội nhập tốt tốt với mình thì mới qua này. Nhưng mà nó cái gì nó cũng cần thời gian, nhưng mà có một Nó có điều thời mình biết, gian. chỉ có một điều thế này, xã hội căn bản rất là đơn lẻ, căn bản nó rất là đơn lẻ, tức là cái nó đơn lẻ từ cái lúc đây là mình cứ nhìn trong cái xã hội, trong trong cái gia đình của mình đó, mỗi là hai vợ chồng một cái phòng, mỗi đứa con một cái phòng, lâu lâu có hai thằng con trai, nhà nó đông người thì hai thằng con trai nó có thể ở chung phòng với nhau, chứ mà nhà một đứa con trai đứa con gái là mỗi đứa một phòng, mà ngay cả tới bây giờ nhà có hai đứa con thì mỗi đứa một phòng, nó mấy mấy đứa nít nó không có ở chung với nhau, anh em của nó không ở chung với nhau, nó cái sinh hoạt chung đụng với nhau rất là ít, thành thử ra rồi cái đến khi mà nó lớn lên, nó 18 tuổi nó lớn lên rồi nó chia ra mỗi đứa mỗi người một nơi một nẻo, ngoại trừ những một lâu lâu mới có một gia đình nó to lắm, lâu lâu có những cái gia đình to thì nó anh em nó kết hợp lại rồi nó làm việc chung với nhau rồi, chứ còn thực sự ra là cái anh em ở đây, nhất là cái tình anh em cổ rất là ít ạ, cái tình Cho cái cái ở đây nó cái tình cảm mà to nhất nhạt mà lớn quan trọng nhất là chỉ có tình nghĩa vợ chồng thôi, thành thử ra mà cái vợ chồng mà nó ở với nhau không được là bỏ nhau ngay, đó là lý do tại sao mà người ta không có cái tỷ lệ ly dị nó cao như vậy đó. Là tại vì cái ở xã, đây đó bởi vì mình xã cái hội anh, cái xã hội nó đó chỉ làm có vậy bao nhiêu đó thôi, đúng rồi. nó chỉ có Là bao nhiêu tôi đó thôi. bây giờ tôi nói cho anh nghe cái điều này, anh và tôi chúng ta đều sống ở đây và chúng ta đều có gia đình và chúng ta đều có con cái. Cái xã hội này nó làm cho cái mình phải nói một cách gì này? Mình phải nói cho nó một cách cho nó chính xác là gì, có nghĩa là ở đây khi chúng ta càng sống ở đây càng lâu dài thì cái tình cảm của con người và con người nó lại ít đi chừng đó, nó Đúng rồi. ngồi có nghĩa là gì, bản thân con cái mình cũng vậy đó. Khi nó học ở trong từ nhỏ đến lớn, học middle school, high school, từ lên đại học các cái rồi, thì trong cái quá trình nó đi học thì tất cả những người thầy giáo cô giáo của nó đều khuyến khích cho nó mày phải nên tự lập, anh hiểu tôi không? Và cái đó nó tiêm nhiễm vô đầu nó hàng ngày hàng ngày hàng ngày, và những cái đứa con của mình nó cái đi trông chờ trực đúng ngày 18 tuổi, bích đề 18 tuổi là bắt đầu nó thoát ly, Quốc nó kỳ chứ đó, nó kỳ cục chứ đó. Trong khi đó cái phong tục tập quán của Việt Nam mình không ai muốn điều đó xảy ra cả, bởi vì sao, họ cái thứ nhất á, là những người bậc làm cha mẹ chỉ sợ con cái sa lầy vào những cái nơi không tốt, cái đó là những cái, bởi vì tôi muốn ý muốn nói là cái gì, vấn đề mà ở xã hội Việt Nam mà nó còn cái giữ được một cái đạo Khổng, đạo Lão và tam tứ đại đồng đường, có nghĩa là nó có một sự gắn kết chặt chẽ của gia đình, cái điều đó mà rất là thiêng liêng và rất là hay, tôi hay nói hoài. Ở Việt Nam tôi về chơi biết mấy lần, con cháu tôi, cháu bên phía bên vợ tôi đã thấy mỗi lần cha mẹ đi làm về dắt cái xe Honda thôi chẳng gì,
thì các con đứa nào đi học trước, đứa nào đi làm, nó lớn hết rồi, nhưng ba hoặc là mẹ mẹ đừng đẩy xe vào vô, mẹ là vô ngồi uống nước đi, thì con nhỏ kia là vô trong đi thong thả, còn xe thì con cái nhé, đứa thì rót nước, đứa thì kia, mẹ ngồi nghỉ một chút thì mẹ cho con nấu cơm ăn. Để những câu thăm hỏi rất ư là bình thường, dung dị trong đời sống, nhưng mà ở đây tôi và anh đâu được hưởng cái điều đó đâu, không có. Giờ những cái đứa con của mình ở đây nuôi dạy và nó đi, khi nó đi học về trong khi chưa đủ 18 tuổi thì nó về nhà hai một tiếng, từ một từ một thôi, rồi xong vô trong phòng đóng cửa rầm rỡ ở trong cái suốt luôn, đậu mà miệng đâu nói chuyện với mình. Thì mỗi người nó có một phần, một người già nó họ chia ở đây, cái xã hội họ chia của hay lắm anh. Người già có phần của người già, người trẻ có phần người trẻ, người trung trung niên họ có cái cuộc sống của người trung niên, không có nước sông đủ nước giếng, ngoại trừ cái trường hợp gia đình. Đây Không thì đó đó cái giá xã trị hội của gia đình nó bộ họ rất là phân biệt nhá. Cái người trẻ con nó sống một khu, người lớn sống một khu, người già sống một khu, thì nó có cái hay của nó, nhưng mà ngược lại là nó làm cho cái xã hội nó rất là phân phân cách với nhau. Mình có nói với tất cả mọi người, mình nói với ai lâu có dịp mình nói là đây cái gì mình cũng có cả, nhưng mà có một điều mình cũng có là cái người người không có ai, không có người đâu. Như là đừng có, cái người ruột thịt mình đã không có rồi, người bà con hàng xóm láng giềng mình cũng có ở bên hai, nhất là những cái nơi mà nó có cái thời tiết, mà nó ở những nơi mà thời tiết như cái chỗ anh, hàng xóm láng giềng có, tại lạnh quá người ta đâu có muốn tụ họp với nhau. Đứa nào cũng ở trong cái nhà, nó buồn thì nó xuống cái hầm của nó, thứ bảy chủ nhật nó xuống cái hầm của nó uống rượu mình nó, chứ còn nó đâu có nói chuyện đâu với có bà chơi con hàng xóm ai, láng giềng, khổ lắm. cũng Tôi nghĩ tại nó là lạnh quá. không, cái đó tôi không nói, mà tôi nói riêng cá nhân vấn đề, bởi vì sao, ở xã hội Mỹ Tính này tình của cái tôi của cá nhân họ được luật nó. pháp bảo vệ rất là lớn, cho nên Không vì một cái chỗ tấc đó ai. thành ra nó làm cho cái tình cảm nó bị xa cách đi. Thí dụ như tôi nói cho anh nghe, anh con anh ở trong nhà, nhưng mà khi mà anh xé cái thờ của nó ra, thờ Không bưu được điện đâu. gửi về Không có tên là không được tên đó, không được với nó đó. nó công Đâu, sát nó bắt được cái gì của nó là của nó, cái gì của ông là của ông, chứ đừng giỡn mặt hoài. Nhiều khi mình lẩm cẩm, mình lớn tuổi rồi mình đâu có biết thơ ai vậy, mình tự mình xé bừa đi. Mỗi lần thơ về cái sắp, anh biết không, cái sắp ra mỗi lần một đống như là thì cái việc rẹt 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 đúng mà nó dễ thấy cái xe thơ của nó bị xé là có chuyện đó. Tại vì đó tôi muốn nói cái gì nè, hay thì nó cũng có hay, mà dở thì tôi thấy nó cũng có dở. Và tôi nói anh hồi nãy lúc đầu tôi nói bọn trẻ nó qua đây nó thích nghi lẹ lắm anh, có nghĩa là nó thích nghi với cái lối sống của thằng Mỹ, nó rất là lẹ từ những cái chuyện mà, nhưng mà khi anh thích nghi như vậy thì ngược lại cái tình cảm nó lại mất, nó không có mẹ như vậy. Ngược lại chúng ta già như vậy thì tôi không có tiêu hóa nổi cái văn hóa này, sống để mà sống có nghĩa là biết hết á, cũng ra ngoài chào anh làm sao tôi làm vậy, how are you, what morning, buổi sáng chào thì sao, buổi trưa thì sao, buổi tối thì sao, nói chung là tất cả người ta không có cái gì gọi là phạm phạm lỗi đối với cái cộng đồng cả. Nhưng mà trong bụng không có vui là bởi vì mình không nói thể nào mình nói được cái gì là cái bụng mình cả. Ở Việt Nam tôi quen thì mới chào, lạ tao có biết mày là ai đâu chào, không Mỹ không có đâu, Mỹ chào tất tần tật luôn, đủ từ há gặp mặt đối diện như là chào, nó chào một cách rất vô bổ. Anh thấy nó có vẻ giống y chang như là mình đóng kịch vậy đó, đóng kịch chứ còn mẹ nữa. Thì ý tôi muốn nói cái điều đó, xoay qua cái vấn đề rồi đi làm, mình người Việt, mình cộng đồng, mình là người mới, mình đi vào trong cái xã hội Mỹ mà đi làm thì nó cũng có những cái rất là buồn cười. Thí dụ như vậy, từ cái lúc mà ăn uống ở trong cái chỗ mà gọi là giờ break time, rồi những cái chỗ mình nghỉ ngơi, giờ hút thuốc, cái ngày xưa à, nó có những cái trái khoái mà mình nghĩ mình cái buồn cười, mà bắt buộc từ từ lâu ngày thành quen, mình phải giống như nó, mình thích nghi giống như nó, có nghĩa là mày sao tao vậy thì mới sống được, chứ còn anh tách bạch ra thì ai là sống được. Là nó có xã hội đó là như vậy. Thì ở đây mình không khen là không chê, mình chỉ kể chuyện vui mà thôi, nói thẳng như vậy.